Chương 9. Vừa đấm lưng cho bà Loan, Minh Thi vừa hỏi: "Mẹ nhớ dì Tiên không mẹ?" Giọng lơ đãng, bà Loan hỏi thay câu trả lời: "Tuyên nào?" "Tuyên bạn dì Út đấy." Bà Loan ể oải: "Mẹ không nhớ, nhưng mà sao nào?" Minh Thi nhíu mày với thắc mắc khá trẻ con: "Sao mẹ lại không nhớ nhỉ?" "Bạn của dì Út con nhiều vô số kể, làm sao mẹ nhớ nổi?" Thi nhắc: "Dì Tuyên là người đưa mẹ đi sanh trong ngày đầy mưa dầm về đó." Đang nằm trên giường, bà Loan kêu lên: "Hả? Con vừa nói gì đó?" Nhắc lại lời mình vừa nói, Minh Thi còn ấm ức thêm vào: "Đúng là mẹ không thương con nên chẳng nhớ gì về ngày con sinh ra cả. Dì Tuyên không kể con cũng chẳng hay. Chả biết ngày mình ra đời, đất trời đã cảm động đến mức mưa dầm về ra sao." Bà Loan làm thinh rồi hỏi: "Dì Tuyên gặp con ở đâu?" "Dạ ở nhà, dì Út dẫn dì ấy tới." "Dì ấy có còn nói gì nữa không?" "Dì Tuyên khen con giống ba." Minh Thi nghe mẹ hừ trong miệng, bà lẩm bẩm mắng: "Đồ ngu, ngu chưa từng thấy." Cô ngạc nhiên: "Sao ạ? Ai ngu hả mẹ?" "Dì mày chứ ai, tự nhiên dẫn nó về nhà." Bà Loan vừa đáp vừa lạnh lùng đẩy Thi ra. Bà bước xuống giường với vẻ bực bội, khiến cô cục hứng, không dám nói gì tiếp. Có lẽ mẹ cô đã nhớ ra bà Tuyên rồi, nếu không bà đã chẳng phản ứng như thế. Nhưng sao mà mẹ lại mắng là dì Út ngu nhỉ? Không nén nổi tò mò, Minh Thi bậm gan thắc mắc tiếp: "Dì Tuyên là người như thế nào hả mẹ?" Bà Loan ngắt ngứa rồi gắt: "Còn hỏi làm gì?" "Thì để biết vậy mà." Giọng bà mơ hồ: "Cô ta chẳng tốt lành gì đâu, nếu có gặp lại còn phớt lờ vẫn hơn." "Tại sao lại phớt lờ hả mẹ?" Bà Loan trừng mắt: "Tò mò quá, đi đâu thì đi cho rồi." Lè lưỡi, thì bước xuống giường, cô thay quần áo rồi thông thả đạp xe đi. Buổi trưa nắng rọi trên đường, xuyên qua tàn cây thành những bông trên cao, trông khá vui mắt. Qua hết đoạn đường rợp bóng mát này là tới nhà Yến Thư. Hôm nay con bé hẹn cô đi chợ. Lúc nãy bị mẹ mắng, cô vội vàng không điện thoại tới xem con bé có thay đổi ý định không. Lỡ tới nơi Thư đi vắng, chắc con mệt nghỉ vì đạp xe giữa trưa nắng quá. Đến nhà con bé thì bấm chuông, người ra mở cổng cho cô là mẹ của Yến Thư. Bà ngạc nhiên: "Ủa, Thư vừa đến nhà bà ngoại. Cháu vào chờ nó một chút nha." Nuốt nỗi thất vọng vào lòng, Minh Thi nói: "Dạ thôi, để khi khác bác ạ." Vừa lẩm bẩm sĩ giả nhỏ Thư, cô vừa đạp xe thật nhanh. Con đường rộng giữa trưa nắng như dài hơn, thênh thang hơn với những vòng quay tròn của bánh xe. "Minh Thi, đạp xe gì mà dữ vậy?" Giật mình, cô quay sang và bắt gặp nụ cười của Lâm. Anh ta ở đâu chui ra thế kìa? Bặm môi cô im lặng, lòng hồi hộp khi chờ xem Lâm nói gì nữa. "Chiều nay em không đi học à?" Minh Thi nhẹ lắc đầu, giọng Lâm ấm làm sao. "Mình vào quán uống nước với Thi." Lâm khẩn khoản: "Đi Thi, tôi có nhiều chuyện muốn nói riêng với em." Minh Thi mềm lòng vì ánh mắt anh, vì lời nói của anh. Cô nghe giọng mình nhẹ như muốn tan đi trong cái không gian đầy nắng vàng rực ấy. "Vào quán nào bây giờ?" Lâm hấn hở như bắt được quà: "Quán gần đây thôi cô nhóc à." Thi đạp xe chậm chậm theo anh vào quán cà phê là sân của một ngôi nhà có hàng rào qua ti gôn. Lâm bước tới chọn bàn, rồi rất tự nhiên anh nắm kéo Thi ngồi xuống, rồi anh kéo ghế ngồi đối diện. Minh Thi nói: "Nhìn cử chỉ của anh, em đoán chắc là anh thường ngồi đồng ở đây." Lâm gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà cái thời ấy đã qua rồi, tới bây giờ thường ngồi đồng ở nhà trước màn hình máy tính hơn là ở quán." Minh Thi nhếch môi: "Có thật vậy không?" Lâm có vẻ buồn: "Sao em lại hỏi thế?" Với tay hái chùm qua chuỗi ngọc trong chậu gần đó, Thi buồn thõng: "Vì em không hiểu anh là người thế nào." Mắt Lâm không rời Thi, rồi đột nhiên anh hỏi: "Thì nghĩ gì về tôi? Em có cần phải nói ra không?" Lâm dịu dàng: "Cần chứ, tôi rất muốn biết người khác nghĩ về mình ra sao." Minh Thi đang hai tay vào nhau: "Đó là lý do để anh mời em vào quán à?" Lâm im lặng nhìn Thi, cái nhìn của anh thật khó hiểu. Nó làm cô bối rối và thấy mình hết sức trẻ con bên cạnh một người lớn, lọc lõi sành đời,
mà lẽ ra cô phải né tránh. Đợi người phục vụ mang ra hai chanh rơm xong, Lâm nhỏ nhẹ: "Em vẫn chưa trả lời hết sức nghiêm túc của tôi, cô bé à." Trong anh dường như tồn tại hai mẫu người hoàn toàn khác nhau, mà ở mẫu người nào em cũng chưa đủ sức hiểu. Lâm hơi giễu cợt: "Em muốn tìm hiểu để cảm thông hay để thỏa sự tò mò?" Mình thì bỗng tự ái, cô chanh chua: "Dĩ nhiên là để thỏa mãn sự tò mò. Một người như anh đáng chú ý lắm chứ." Lâm lắc đầu: "Đừng trẻ con như thế." Minh Thi ngênh mặt lên: "Chẳng biết ai là trẻ con à?" Lâm tủm tỉm cười và thông thả uống nước. Nụ cười của anh làm Thi ấm ức khi nhớ tới những lời anh Phong và thái độ của Lâm lúc bà Tuyên và chị Út xuất hiện ở nhà cô. Minh Thi buộc miệng: "Tại sao anh bỏ đi khi dì Tuyên vừa nói anh là người nhà của dì ấy?" Lâm hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô. Anh gượng gạo: "Tôi không thích cách nói ấy, dù thật sự tôi đúng là nợ là nần." Thì nuốt nghẹn xuống: "Ý anh nói là Lâm hạ giọng như năn nỉ: "Đừng nhắc tới chuyện đó nữa được không? Em đã hiểu tôi nhiều lắm rồi. Tôi rất cần sự cảm thông của em và Quang." Mình thì chua xót ngắt lời anh: "Anh nghĩ là em có thể cảm thông cho anh được sao?" Lâm buồn bã: "Xã hội là búa rìu dư luận, có thể đưa người ta lên 9 tầng mây xanh, cũng có thể dìm người ta xuống 12 tầng địa ngục. Xin lỗi nếu tôi có đòi hỏi cao ở em." Thì bất bình kêu lên: "Nhưng tại sao anh không tránh xa dị Tuyên hơn nữa?" Lâm thở hắt ra: "Tôi đã cố, nhưng máu bao giờ cũng chảy về tim, và lại tình cảm ấy là thiêng liêng, làm sao tôi có thể..." Nhún vai, Thi gằn giọng: "Vậy chúng ta đâu có chuyện gì để nói nữa. Tránh xa dị Tuyên ra, đó là lời chân tình của em." Lâm lắc đầu: "Em khuyên những lời của những người ích kỷ, nhưng tự cho mình phán xét đứng trước cái bất hạnh mà em chưa bao giờ nếm phải. Trước đây tôi chỉ dám đứng yên lặng trên hành lang để nhìn xuống sân trường, nơi có ghế đá em hay ngồi với bạn. Tôi chỉ nhìn và dằn vặt về những mặc cảm tự ti của mình. Tôi không nghĩ tới ngày nào đó sẽ quen được em, một cô bé có gương mặt trong sáng, khiến tôi luôn thấy mình âm u, tăm tối khi nghĩ tới." Lâm nhìn Thi: "Khó khăn lắm anh mới nói tiếp. Khi biết em là em gái của Quang, lòng tôi mừng vui lẫn lo lắng. Mừng vì sẽ có điều kiện gần em hơn, lo gì không biết em có chấp nhận nỗi bất hạnh mà tôi đang mang hay không. Tôi giữ kín cuộc đời riêng của mình với em, với Quang, và hy vọng ở mức độ thân tình nào đó tôi sẽ thổ lộ và được sự cảm thông của hai người." Lâm nhếch môi chua chát: "Nhưng thực tế không như tôi tưởng. Dù sao cũng cảm ơn em đã đánh thức, đã xua tan mộng ảo trong tôi, đã đặt cho tôi đúng vị trí của mình." Minh Thi chẳng biết nói sao, trong hồn cô như có một màn sương giăng phủ mơ hồ hoang mang. Những gì Lâm vừa nói giống một lời tỏ tình hơn một lời trách móc. Nếu anh có tình cảm với Minh Thi như anh nói, tại sao anh không tránh xa người đàn bà đó? Trái lại, anh muốn cô phải đồng tình, phải thông cảm. Làm sao cô và cả gia đình cô có thể thông cảm cho Lâm được chứ? Minh Thi đau đớn kêu lên: "Anh cần tiền lắm mà." Lâm nhíu mày: "Tiền ai lại không cần? Nhưng em hỏi thế là xúc phạm tôi rồi." Giọng Lâm bỗng trầm hẳn xuống: "Tôi tưởng chúng ta có nhiều điểm tương đồng. Tôi đã đặt niềm tin yêu và hy vọng vào em. Nhưng rất tiếc, em không rộng lượng bao dung như tôi đã nghĩ. Tôi đã mơ một giấc mơ chưa là của mình, để bây giờ giấc mơ ấy tan vỡ rồi." Minh Thi rơm rớm nước mắt. Tất cả những gì Lâm vừa nói cũng là tâm trạng của cô hiện tại. Hai người bỗng rơi tõm vào im lặng. Thi nhìn chú chim sâu nhỏ xíu trên cành lá. Nó nhảy nhót một mình thảnh thơi vui sướng, không như cô tự trói mình vào vòng lẩn quẩn mà lẽ ra cô phải can đảm cởi bỏ khi biết sự thật về bản thân Lâm. Quay lại, cô bắt gặp ánh mắt Lâm đăm đăm. Cô buồn bã: "Anh nói hết những điều mà mình muốn nói rồi à?" Lâm đắn đo: "Thế còn em? Em còn muốn nói gì với tôi nữa hay không?" Mình thì lắc đầu: "Đã đến lúc em về rồi." Nói xong, nước mắt cô bỗng ứa ra. Lâm bứt rứt: "Sao thế?" Thì ngó ra khoảng sân quê nắng rồi đứng dậy và thầm mong Lâm sẽ bước theo mình. Nhưng không, anh vẫn ngồi lại cô đơn lặng lẽ. Chương 10. Lâm đốt cho mình một điếu thuốc, rồi với tay mở cassette.
Anh mệt mỏi ngã mình trên chiếc giường thân quen. Căn phòng đang vắng lặng bỗng chìm trong tiếng nhạc không lời. Tiếng guitar bập bùng đưa hồn anh đi thật xa, thật xa. Giờ này Minh Thi đang làm gì nhỉ? Anh chợt nhớ cô bé ghê gớm. Kể từ buổi chiều ấy đến nay, anh không gặp cô. Đợt chuẩn bị thi tốt nghiệp và công việc của công ty xuất khẩu Phong Lan làm anh bận rộn tới mức phải bỏ học Anh văn ban đêm. Anh muốn tập trung thi cho thật tốt và anh cũng muốn quên cho bằng được Minh Thi. Điều ấy không dễ chút nào. Bốn điếu thuốc vào cái gạt tàn hình vỏ ốc, anh cho tay ra sau ó gối đầu và vẫn vơ suy nghĩ. Đến bây giờ, Lâm vẫn chưa hiểu tại sao anh vẫn cứ vương vấn mãi tới Minh Thi, trong khi cô không thể cảm thông để đến với anh, chứ vì anh có ông bố đang ở tù và bà mẹ có cuộc sống quá ư phóng túng. Hai người dù thế nào cũng là ba mẹ anh. Tại sao Thi có thể mở miệng khuyên anh nên tránh xa mẹ ruột cơ chứ? Cũng may là tình cảm của anh và cô còn nằm trong cái ngoặc đơn lấp lửng. Nếu đã nói lời yêu rồi, chẳng biết còn đau lòng cỡ nào nữa. Lâm thậm thượt thở dài. Đã biết sẽ không tới đâu, sao còn buồn thế nhỉ? Trước đây khi chia tay một cô gái, Lâm cần một tuần để quên và một tuần để quen một cô gái khác. Với Thi, anh không thể làm thế được. Dù anh đã cố thật bận rộn và học hành, bận tới mức không đến trung tâm sinh ngữ ban đêm, nhưng thật ra anh đã lừa dối chính mình. Anh thật ngốc nghếch và tội nghiệp. Búng vèo điếu thuốc hút dở qua sông cửa, Lâm vào nhà tắm, thay bộ quần áo mới giặt ủi thẳng thớm và bước xuống nhà. Bà Bạch nhướng mày nhìn anh. Con đi đâu vậy? Lâm đến bên chiếc CB bạc. Con đi lòng vòng cho thoải mái một chút, học suốt ngày căng thẳng quá. Bà Bạch ái ngại. Làm việc gì cũng phải có lúc nghỉ ngơi, vô chừng vô độ như con chỉ rỗ sinh bệnh. Lâm nhăn mặt. Lúc nào dì cũng trù con bệnh hết vậy? Ai trù hồi nào? Dì lo cho con chứ bộ. Dì không phải lo, con còn yêu đời lắm, không dễ bệnh đâu. Tủm tỉm cười vì gương mặt xù xuống của bà Bạch, Lâm từ từ phóng xe đi. Giờ này lẽ ra anh đã tới trung tâm sinh ngữ để đứng trên hành lang và tìm cái dáng dễ yêu của Minh Thi dưới sân. Nhưng anh đã không làm thế và tin chắc rằng mình sẽ quên, sẽ quên. Đến quán mắt biết, Lâm để cửa bước vào. Không khí mát lạnh của mấy điều hòa làm anh sảng khoái. Lựa cho mình một chỗ ngồi thích hợp, anh bắt đầu đảo mắt tìm những gương mặt quen. Không phải tìm lâu, một cô gái mặc sọt siêu ngắn và chiếc áo thun sắc nách, bó, hở rốn, đã xà xuống bàn anh với giọng vồn vã. Lâu lắm mới gặp lại, dạo này anh tu ở hốc nào kỹ thế? Lâm đẩy đưa. Sài Gòn có trăm hay ngàn động. Anh có nói cưng cũng chẳng biết đâu. Sao, em sống thế nào như ý? Cũng qua ngày, nhưng không bằng trước kia. Về những tay hào qua như anh ngày càng hiếm. Lâm bật cười. Vậy sao không về nhà với má? Má em thừa sức nuôi em tới già mà. Vung tay lên cao như ý nói. Tự do muôn năm, em không thích được má nuôi. Liếc Lâm một cái, cô nói tiếp. Nhưng nếu anh chịu, em xin tình nguyện để anh nuôi trong một năm. Như nhờ mắt. Lâm nói. Sao chỉ có một năm thôi? Như ý công cớn. Nuôi em một năm là anh sập tiệm rồi, còn đâu mà tới năm sau. Lâm lại cười, nụ cười trên môi anh chợt tắt ngấm khi Lâm thấy ông Thuận đẩy cửa kính bước vào. Theo sau anh còn có mẹ anh, bà Điệp và cả Minh Thi. Sự xuất hiện đột ngột của họ khiến Lâm hết sức kinh ngạc. Thay vì đứng dậy chào hỏi, anh lạnh lùng phất tỉnh. Tiếp tục nói với Như Ý, Lâm cố tình cao ngạo. Anh dư sức nuôi em 10 năm cơ à. Với anh, tình là chính, chứ tiền bạc là nghĩa lý gì? Như Ý ngã ngớn, ngã đầu vào vai Lâm. Qua mái tóc ngắn tua tủa của cô, Lâm thấy ánh mắt ngạc nhiên, bất bình lẫn khinh bỉ của Minh Thi ném về phía mình. Thản nhiên, Lâm vừa ôm eo Như Ý, vừa bưng cà phê lên. Dù không tò mò, anh vẫn muốn biết mẹ anh và bà Điệp, Minh Thi và ông Thuần gặp nhau để làm gì vô cùng. Nếu Lâm đoán không lầm thì bà Điệp chắc hẳn là người bạn của mẹ mà trước khi ông Thuần từng có quan hệ. Hai người rủ nhau gặp người tình cũ, sao còn dẫn cả Minh Thi theo làm chi kìa? Nỗi thắc mắc cứ làm anh xuống sang. Lâm trầm hẳn xuống, khiến Như Ý phải hỏi. Có chuyện gì không ổn mà? Lâm ậm ừ. Hình như là vậy, nếu được em biến hộ anh thì tốt. Xí vào trán Lâm, Như Ý trề môi.
Anh xịn vừa thôi, mới ngọt như đường đã bảo người ta biến rồi, ngán ngấy. Dứt lời, cô nàng đủng đỉnh trở về chỗ cũ của mình. Lâm bồn chồn nhìn về phía mẹ. Anh không thể ngồi chung với gã đàn ông đã cắm sừng ba mình, nhất là ngồi với mẹ và những người bạn của bà. Có lẽ mẹ anh thừa hiểu điều đó, nên vừa rồi bà cố ý lơ anh. Nghĩ cho cùng, không phải vì mẹ hay ông Thuần, mà vì Minh Thi. Cô bé từng khuyên anh nên tránh xa mẹ, nhưng cô lại đến gần bà. Đó gọi là mâu thuẫn hay là dối trá nhỉ? Bất giác, Lâm chán nản chưa từng thấy. Anh vừa định đứng dậy bỏ đi thì Minh Thi bước tới. Giọng cô dịu dàng hơn bao giờ hết. Em ngồi xuống có phiền anh và bạn anh không? Lâm nhìn cô. Không, đương nhiên là không rồi. Nhưng tại sao em lại sang đây khi bên ấy đang rất vui? Minh Thi chớp mắt rồi vào thẳng vấn đề. Em muốn xin lỗi anh. Lâm ngạc nhiên. Về chuyện gì nhỉ? Thì mỉm môi giọng chân tình. Em hiểu lầm anh, em không ngờ anh là con của dì Tuyên. Mặt đỏ rần lên thì ấp úng. Em thật xấu hổ vì sự tưởng tượng phong phú đến mức bậy bạ của mình. Nếu vừa rồi không nghe mọi người nói về anh, em vẫn còn khổ sở vì sự lầm lẫn bao lâu nay. Đôi mắt Lâm sáng bừng lên vì những lời tự thú hết sức dễ thương của Minh Thi. Anh hơi nghiêng đầu. Em đã hiểu lầm tôi và mẹ như thế nào nhỉ? Minh Thi làm thinh. Cô bối rối vẽ những đường vòng vo trên mặt bàn. Lâm nhếch môi. Có lẽ em đã nghe một thông tin sai lệch từ Phong nên mới hiểu lầm mối quan hệ của mẹ con tôi. Minh Thi bồn chồn. Anh không giận em chứ? Lâm chăm chú nhìn gương mặt chờ đợi của Thi rồi mỉm cười. Từ đầu nhỏ mọn dữ vậy. Minh Thi ríu rít chuyển đề tài. Sau cả tháng nay anh nghỉ học. Lâm nhướng mày trêu cô. Tôi nghĩ bao lâu em cũng biết nữa sao? Thi phụng phịu. Anh chưa trả lời câu hỏi của em đó. Xoay tròn ly cà phê, Lâm nói. Thì cũng như Quang, tôi đang lo cho đợt thi tốt nghiệp. Lo đến mức bỏ luôn công việc ở công ty xuất khẩu Phong Lan, bỏ mặc anh Quang lây quay với phần trang trí nội thất. Lâm nhỏ nhẹ. Tôi thật tệ đúng không? Nhưng nhớ tới những lời em đã khuyên, tôi không thể làm khác. Tôi rất sợ những gì gợi nhớ đến em. Mình thì bối rối trước đôi mắt sâu và ấm như có ngọn lửa nhỏ của Lâm. Dù hiện giờ điều sưởi ấm trái tim cô là những lời anh nói, chứ không phải ngọn lửa nhỏ đó. Cô lý nhí phân bua. Em thật đáng trách, nhưng em không sao chịu nổi những gì anh Phong nói. Đã vậy, ảnh không chịu giải thích rõ ràng khi em hỏi. Lâm thở hắt ra. Tôi không biết phải giải thích thế nào hết. Dù tôi rất đau lòng khi nghĩ rằng em xem những bất hạnh của tôi là nguyên nhân khiến chúng ta không thể thân thiết với nhau hơn. Minh Thi vội vàng. Em đã nói em hiểu lầm mà. Liếc nhanh về phía bà Tuyên, Minh Thi ngập ngừng. Nhưng tại sao anh Phong lại nói kỳ vậy? Lâm bối rối trước cái nhìn trong veo của Thi. Anh lảng đi. Kể ra dài dòng lắm. Sẽ có lúc nào đó tôi sẽ nói với em tất cả. À, không ngờ dì em cũng quen với ông Thuận. Giọng Minh Thi thật vô tư. Quen thân nữa là khác. Nhưng tại sao lại có em trong buổi họp mặt này? Chỉ là sự vô tình thôi. Lâm im lặng. Anh đặt ly cà phê xuống bàn. Tôi lại không nghĩ thế. Thi ngạc nhiên. Giọng Lâm rành rọt. Tại tôi hiểu mẹ tôi cũng như hiểu ông Thuận. Anh nhìn Thi. Sao em không ngồi bên ấy? Mình thì so vai. Ngồi ở đó em bị lọt tỏm vào ký ức của ba người. Mẹ anh, dì Điệp và ông Thuận thay phiên nhau nhắc tới những kỷ niệm xưa. Trong khi em lại nôn ruột trước một lỗi lầm của mình hiện tại. Thế là em xin phép qua đây. Nghiêng đầu nhìn Lâm, cô tiếp tục thắc mắc. Sao thấy mẹ và dượng mình, anh lại tỉnh bơ không chào hỏi vậy? Anh không sợ hai người giận à? Lâm hơi mỉa mai. Hai người biết rõ lý do, nên tôi chẳng ngại gì cả. Minh Thi buông một câu phê phán. Anh đúng là khó hiểu. Lâm phớt lờ đi. Lúc nãy mẹ tôi đã than phiền gì về tôi? Thi lắc đầu. Dì Tuyên không nói gì, chỉ có ông Thuận khen anh càng lớn càng giống cha. Khen dì Tuyên khéo sanh một cậu con trai bản lãnh. Lâm bỗng hằng học. Ông ta miệt thị tôi thì đúng hơn. Mình thì ái ngại. Sao lúc nào anh cũng gây gắt với ông Thuận hết vậy? Lâm ậm ừ. Vì ông ta xứng đáng được như thế. Chống tay dưới cằm, Thi thắc mắc. Em không hiểu gì hết. Xin lỗi, có những điều tôi chưa thể nói với em được. Mình thì nhún vai. Em hỏi dì Điệp cũng ra hết à? Lâm nhíu mày. Tôi không nghĩ em tò mò dữ vậy. Tủm tỉm cười.
Thì tỉnh queo nói, tất cả các phát minh đều bắt nguồn từ sự tò mò đó. Lâm nheo nheo đôi mắt sâu. Em nhắm mắt xem, em phát minh ra được cái gì về câu chuyện của riêng tôi? Mình thì lém lĩnh. Em không phải là nhà khoa học nên không phát minh mà phát hiện. Em sẽ phát hiện ra con người thật của anh. Lâm trầm ngâm. Rồi em sẽ thất vọng về tôi cho coi. Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Tim Minh Thi đập mạnh. Dù bữa nay Lâm có vẻ gì rất khô khan, cô vẫn không ngăn được niềm vui khi trò chuyện với anh. Cái cảm giác vỡ tung khi biết anh là con trai bà Tiên như vẫn còn đầy trong thân thể cô. Thì đã hiểu lầm, trách lầm và khuyên lầm anh. Cô bắt anh tránh xa mẹ ruột của mình. Đúng là cô ích kỷ và bợp chợp quá mức. Tự cô đã làm khổ bản thân và đã khiến Lâm rơi xa mình khi tình cảm của hai người đang bắt đầu thân thiết. Nếu anh có thay đổi thì cũng đành chịu. Giọng của bà Điệp vang lên làm cô choạng tỉnh. Về thôi Thi ơi. Cô nhìn anh. Anh có nhắn gì anh Quang không? Lâm ngập ngừng. Không, nhưng giấc phong thì có. Lúc Thi còn tròn xoe mắt, Lâm đã hạ giọng. Nhắn với cậu Phong là tại sao tôi biết cậu ấy hiểu lầm tôi quá nặng. Minh Thi hối hả? Tại sao? Lâm xua tay. Đó là chuyện của đàn ông, em đừng tò mò bé con à. Thi phụng phịu đứng dậy. Em về trước nha. Lâm mỉm cười. Sẽ gặp lại ở sân trường chiều mốt với kem quơ. Chương 11. Cho em một ngày thôi, một ngày không khắc khoải chờ đợi. Nghe Minh Thi vừa phơi quần áo vừa líu lo hát, Phong chống nạnh hỏi. Anh nào vậy nhóc con? Thi hất chiếc cằm trẻ bướng bỉnh lên. Anh hỏi làm gì? Anh quan tâm đến em gái không được sao? Nè, em với dì Út đi đâu vậy? Minh Thi chối. Em đi với dì ấy hồi nào? Phong lừ mắt. Vờ vịt hay nhỉ? Chiều hôm qua em bỏ học anh văn. Anh thấy hai dì cháu bước lên taxi ngay quán cà phê mắt biết rõ ràng. Thi liếm môi. Thì em đi uống nước. Phong gằn giọng. Trốn học để đi uống cà phê, anh không đùa đâu. Em cũng không đùa. Hôm đó dì Út và em đi uống cà phê với bạn dì ấy. Là ai vậy? Minh Thi lào bào. Dì Tiên chứ ai. Phong nhíu mày. Sao anh lại không thấy bà ta? Thi cáu kỉnh. Khi em và dì Út về thì bà Tiên vẫn còn ở lại. Phong hỏi tới. Ở lại một mình à? Thi khó chịu. Với một người bà con của dì ấy, em có nói anh cũng không biết ai đâu. Phong làm thinh. Thì phất tỉnh tiếp tục phơi quần áo, miệng ngấp nhép hát. Phong lại hỏi, bà Tiên có nói gì tới anh không? Thì trả lời nhắc gừng, không, nhưng con trai của dì ấy thì có đấy. Phong nhíu mày. Con trai của bà ấy là ai nhỉ? Sao lại biết anh nhỉ? Minh Thi gằn từng chữ. Anh Lâm là con của dì Tiên chứ không phải bồ nhí như anh nghĩ đâu. Anh nhắn với em, nói với anh rằng ảnh hiểu tại sao anh có sự lầm lẫn kinh khủng ấy đối với ảnh và dì Tiên. Phong làm thinh nhưng mặt hiện rõ vẻ bối rối. Minh Thi tấn công. Lời nhắn ấy có ý nghĩa gì nhỉ? Phong mím môi bực dọc. Cái thằng khoác lác. Nhưng mà không ai ngốc như mày. Anh em trong nhà trò chuyện với nhau lại đi kể với người dân. Minh Thi phản ứng như trẻ con. Em có kể gì đâu, tự anh ấy nói vậy chứ bộ. Phong nhìn xoáy vào mắt của Thi. Em thích nó phải không? Mặt đỏ rần lên, Thi dậm chân. Anh vô duyên vừa vừa thôi, người ta có bồ rồi đó. Phong ra vẻ đàn anh. Không thì tốt, gia đình nó đầy rẫy tai tiếng, nhất là bà Tuyên, bắt gặp lung tung. Biết chắc thì hãy nói nha, dù sao bà ấy cũng là bạn của dì Út đó. Phong khinh khỉnh. Bạn dì Út thì đã sao? Em nên nhớ, dì Út sống cùng phóng túng, không thua gì dân Tây chính hiệu. Dì về nước lần này với mục đích gì em có biết không? Minh Thi ngơ ngác lắc đầu. Không. Hất mặt lên với vẻ ta đây, Phong nói. Dì Út về nước để trả thù người tình cũ đấy. Minh Thi thản thốt. Thật hả? Rồi cô hỏi dồn. Sao anh biết? Phong xoa cằm. Thì hôm trước chở dì đến nhà bà Tuyên, ta tình cờ nghe lỡm vài ba câu. Mới dài ba câu mà anh đã khẳng định như đinh đóng cột rồi. Em sợ anh luôn. Cứ nghe lời anh thì bán hết lúa giống á. Phong nhún vai. Không tin thì thôi. Minh Thi nhướng mày. Anh biết người tình cũ của dì Út không? Phong lắc đầu. Chưa, nhưng rồi anh sẽ biết. Định nói là em đã biết rồi, nhưng mà Thi đã kịp thời dừng lại. Cô hoang mang những gì anh Phong vừa nói.
Thực ra có nên tin ông trời này không, khi mà thông tin của ổng về Lâm hoàn toàn sai? Trả thù có đồng nghĩa với trò chơi ú tim của dì Út không? Chà, thế giới của người lớn vậy mà rắc rối. Cô lo lắng nhận ra dường như dì Út đang cố tình kéo cô vào trò chơi, hay là cuộc trả thù gì đó của dì. Nhưng có chắc ông Thuần là người tình cũ của dì Út không? Nếu đúng vậy, sao hai người phải chia tay, và sao dì Út lại hận đến mức phải trả thù? Hôm qua ở quán mắt biết, cả bà Tuyên, ông Thuần và dì Út trò chuyện vui vẻ lắm mà. Không lẽ giữa ba người vẫn tồn tại mối thù nào đó? Lâm không giấu vẻ khinh miệt ông Thuần trước mặt cô. Điều ấy có nói lên vấn đề gì không nhỉ? Mối quan hệ tay ba, bà Tuyên, ông Thuần, dì Út thật sự là như thế nào? Vai trò của bà Tuyên ra sao giữa ông Thuần và dì Út? Một mớ bồng bông câu hỏi chợt lộn xộn trong đầu Thi. Cô buộc miệng hỏi, có chắc dì Tuyên thường cặp bồ lung tung như anh nói hay không? Phòng bỗng trở nên dè dặt. Tao nghe đồn như thế. Thi gặn, nhưng mà ai đồn? Tụi bạn, chúng nó vẫn thấy bà Tuyên vào vũ trường cặp với kép nhí nhí để nhảy đầm. Mình Thi kêu lên, thì ra bạn anh cũng là dân quậy. Em sẽ mách mẹ cho coi. Phòng véo mũi Thi, giọng ham dọa, đố mày dám, trong nhà này đứa nào cũng có tịch cả. Ông quan thì ham tiền nên năm cuối không lo học mà lại lo tập trung kiếm tiền. Mày thì la cà với chị Út ở mấy quán cà phê máy lạnh. Mày muốn mét mẹ thì cứ, nhưng nhớ kể chưa hết, đừng bỏ sót mày đó. Mình thì gân cổ lên, đi với chị Út thì có gì xấu? Phong lừ mắt, tao không bảo là xấu, nhưng mẹ đâu thích mày đi với dì ấy. Tao nhớ hình như mẹ cấm thì phải. Chuyện chả có gì, tại mẹ chỉ ứng với cách sống của dì Út thôi. Phong phát một cử chỉ bất bình, thì bạn bè tao đi nhảy ở vũ trường cũng có gì đâu, tại mày dị ứng thôi. Mình thì đớp chắc, nhà mình không có ai đi nhảy nhót hết, em dị ứng là phải rồi. Mang cây móc áo cuối cùng lên dây phơi thì bước vào bếp. Em đi học đây. Phong gọi giật lại, nè anh nhắc cho em nhớ, tránh thằng Lâm ra thật xa, nếu không muốn mẹ mắng lại giao du với hạng không ra gì. Anh nói thế sao được, anh Lâm là bạn của anh Quang mà. Đúng, Lâm là bạn anh Quang, nhưng không có nghĩa cũng là bạn em. Minh Thi làm thinh, nhưng trong lòng ấm ức vô cùng. Tại sao anh Phong lại ghét anh Lâm thế nhỉ? Tự nhiên Thi thấy buồn vì giữa cô và Lâm đã có một bức tường ngăn do anh Phong dựng lên với lý do không chút thuyết phục. Giờ tới trường, Minh Thi mới biết hôm nay lớp cô được nghỉ vì cô giáo ốm đột xuất. Cô ngồi lại trên ghế đá với đôi mắt ngóng trông. Sân trường mỗi lúc mỗi vắng. Thi đang lo Lâm sẽ không tới thì đã nghe tiếng anh gọi cô thật dịu dàng. Ngồi xuống ghế, anh nói, gặp Yến Thư, cô ấy bảo lớp được nghỉ, tôi sợ em về rồi ghê. Mình thì cong môi, chưa được ăn kem, tôi đâu có về. Lâm mỉm cười, chiều nay không có kem, nhưng mà có thứ khác. Vừa nói anh vừa lấy trong túi xách ra một cái móc chìa khóa hình tháp. Trước khi đưa cho Thi, Lâm xây nhẹ chân tháp. Cây đèn đỏ nhỏ xíu cháy lên bên trong. Cô thích thú cầm lấy, dễ thương quá. Lâm tỏ vẻ hài lòng, biết ngay là em sẽ thích mà. Rồi anh lại lôi thêm trong giỏ sách ra mấy cái nữa. Anh mở đèn để dài dài trên ghế. Giọng trầm xuống, anh nói, hồi nhỏ tôi rất thích chơi đèn, nhưng mà bà nội tôi cấm vì sợ cháy nhà. Thế là suốt thời thơ ấu, tôi chỉ đứng trong sân nhìn bọn trẻ ngoài phố kéo rồng rắn trên đường với đủ thứ kiểu đèn trung thu. Lúc đó tôi cứ mơ tới một cái đèn không bao giờ gây cháy. Tôi mơ ước được nó để được chơi với bọn trẻ mà không bị bà nội cấm. Giấc mơ ấy cứ ám ảnh tôi cho tới bây giờ. Vừa rồi thấy cái xe bán đèn ở góc phố, tôi đã sững sờ bắt gặp những cái đèn trong mơ. Những cái đèn thủy tinh trong veo đủ hình tượng đã làm tôi xúc cảm. Thế là tôi mua, tặng em giấc mơ suốt thời thơ ấu của tôi. Minh Thi cười thật tươi, cảm ơn. Hai người lay quay với mớ móc chìa khóa có đèn đủ kiểu, những con thú thủy tinh lấp lánh trên gương mặt của từng người. Bỗng dưng thì thấy Lâm hết sức gần gũi với mình. Cô tò mò hỏi, bây giờ anh vẫn sống với bà nội à? Lâm nhếch môi, tôi ở một mình với bà vú nuôi từ nhỏ. Liếm môi, Thi bậm gan, còn bác trai? Lâm bình thản, bà tôi không ở trong thành phố này. Sao anh không sống với dì Tuyên? Lâm im lặng, một lát anh mới nói, vì tôi tôn trọng sự tự do của mẹ,
dù tôi không đồng tình với sự tự do đó. Anh chủ động lảng sang chuyện khác. Em nghe mấy cuốn băng ấy thấy thế nào? Minh Thi khen ngay. Hay, em thích lắm. Nhất là bài Cho Em Một Ngày. Hồng Nhung hát sao mà tuyệt cú mèo. Lâm nghiêng đầu. Đã có anh chàng nào hát cho em nghe bài hát ấy chưa? Thì chớp mắt rất ư ngây thơ. Em không nhớ nữa. Nhưng mà ít cũng phải có một người. Ai thế? Để tay lên môi thật xí xọn, Thi nói, bí mật. Lâm ngớ ngẩn nhìn nét mặt lém hết sức dễ thương của Thi, rồi thì thầm. Tôi rất muốn được chia sẻ bí mật với em. Minh Thi che miệng khúc khích. Nói nghe cảm động quá, nhưng bí mật đâu dễ được chia sẻ với bất cứ ai. Dù đó là người thân nhất của mình. Em thích có một cõi riêng bất khả xâm phạm. Với cõi riêng đó, em thấy mình quan trọng, người lớn hơn. Lâm gật đầu. À, thì ra lâu nay em vẫn nghĩ mình là con nít. Đúng là tự ti mặc cảm. Minh Thi vênh váo. Làm gì có, ý em muốn nói là chưa lớn bằng ba mẹ ấy. Lâm khoanh tay. Lớn như ba mẹ thì thuộc tiếp già rồi nhóc bà. Nhưng tại sao em lại thích làm người lớn nhỉ? Minh Thi đông đưa cái móc chìa khóa trong tay. Vì em nhỏ nhất nhà nên lúc nào cũng bị ăn hiếp, bị đặt để theo ý của người lớn hơn mình. Nhưng em cũng được cưng nhất nhà. Ông anh hai em tuyên bố sẽ không tha bất cứ kẻ nào làm tổn thương em. Minh Thi ngạc nhiên. Sao anh hai lại nói vậy? Lâm lấp lửng. Hoàng muốn bảo vệ cô em gái út cưng mà. Minh Thi nhíu mày. Em vẫn không hiểu. Thật ra anh đã nói gì với anh? Lâm lắc đầu. Đâu có nói gì. Minh Thi giỏi. Anh giấu em nha. Lâm đột nhiên nhìn vào mắt của Minh Thi, giọng trầm xuống. Quang bảo rằng tôi không thích hợp với em. Em thấy có đúng không? Minh Thi ấp úng. Như thế nào gọi là thích hợp hoặc không? Lâm nói. Theo tôi nghĩ có rất nhiều thứ, ví dụ như những người cùng giai cấp, cùng trình độ học vấn, cùng giàu có thì thích hợp với nhau. Ngược lại hạng bình dân thất học cũng thích hợp với nhau. Nhưng hai hạng người thuộc hai tầng lớp trên không hòa hợp với nhau được. Minh Thi nhỏ nhẹ. Nếu vậy vẫn còn những thứ khác. Với em cái quan trọng là về mặt đồng cảm. Người ta thích hợp với nhau vì cùng quan điểm sở thích, vì hai tâm hồn cùng nhìn về một hướng. Ngược lại, sự đối lập về tâm hồn sẽ là nguyên nhân để người ta không thích hợp với nhau. Em với anh có gì không thích hợp chứ? Lâm im lặng. Một lúc Thi nghe anh thì thầm. Cảm ơn em đã không nghĩ xấu về gia đình tôi. Thực ra Quang nói đúng, chúng ta không thích hợp đâu. Thi kêu lên. Vì dì Tuyên à, em không ngờ anh không vượt qua được bản thân mình. Nói dứt lời cô vội vã đứng dậy. Lâm hốt hoảng nắm chặt tay Thi, giọng thảng thốt. Đừng đi Minh Thi. Cô nhếch môi. Chúng ta không thích hợp, đâu thể là bạn bè được. Em ở lại làm chi nữa? Giận rồi sao? Cô ậm ừ. Ai thèm giận. Vừa nói cô vừa phụng phịu rút tay lại. Nhưng Lâm không buông. Anh kéo cô ngồi xuống kế bên, rồi bóp nhẹ những ngón tay mềm đang run rẩy trong tay mình. Tôi thích thấy em giận lắm. Lúc ấy em như chú sẻ nhỏ xù lông, vừa dễ thương vừa dễ sợ. Minh Thi chớp mi. Cô trấn tĩnh bằng cách gắt gỏng. Khéo tán. Lâm mỉm cười thật quyến rũ. Tôi nói thật chứ đâu có tán. Thi cong môi thách thức. Chỉ sợ đấy là thói quen của anh thôi. Hôm trước trong quán cà phê, anh trò chuyện với bạn gái, nghe cũng ngọt lắm chứ. Lâm buông tay cô ra. Em cũng để ý nữa à? Tôi rất ghét giải thích. Đâu có phải là thói quen của tôi hay không? Thời gian sẽ trả lời cùng em. Minh Thi nói. Ở nhà em có tới hai ông anh trai. Miệng mồm ông nào cũng dẻo, cũng dai như kẹo cao su. Mỗi lần các bạn ông tới thì eo ơi, em không muốn cũng được nghe chuyện tán gái của mấy ổng. Nên khi nghe một lời nói, em cũng có chút kinh nghiệm. Lâm hơi mai mỉa. Tiếc rằng tôi không giữ phần trong đó. Minh Thi ngập ngừng. Bạn anh Quang cho rằng anh tự cao, không thèm chơi với ai hết. Lâm cười khẩy. Tôi có gì để tự cao chứ? Thi liếm môi. Vậy không lẽ anh tự ti? Những người tự ti khó gần lắm. Đúng là tôi rất khó gần, nhưng tôi không hề tự ti. Nếu thế chắc hẳn anh có rất nhiều bí mật, nhiều đến mức phải mua một lô số chìa khóa để cứ mỗi chìa lại khóa kín, giữ kỹ điều bí mật của riêng mình mà không cần bạn bè chia sẻ. Liếc Lâm một cái, Minh Thi nhõng nhảnh nói tiếp. Giữ nhiều bí mật nặng nề lắm đó. Lâm còn im lặng, Minh Thi đã nói tiếp. Cô nàng trong quán cà phê mắt biếc hôm trước đẹp thật chứ? Lâm có vẻ hững hờ. Ờ, đẹp.
anh chọn người yêu khéo ghê. Cảm ơn lời khen của em. Nhưng Minh Thi này, sao em giữ kỹ bí mật của mình nhưng lại tò mò chuyện bí mật của người khác vậy? Mặt tỉnh bơ, Minh Thi đáp: Vì tò mò là bản chất thiên phú của con gái mà. Em tò mò chuyện của anh chứ có tò mò chuyện của người khác xa lạ đâu chứ. Lâm xoa cằm: Em mồm mép thật. Minh Thi thật vô tư. Anh kể về anh và cô nàng ấy đi. Lâm lận khần: Cũng bình thường như mọi người, có gì đâu để kể. Đông đưa đôi chân, Thi nghịch ngợm: Có chứ, ví dụ nàng ấy tên là gì? Như Ý. Thi xuýt xoa: Đúng là hết ý, vậy là anh lúc nào cũng được toại nguyện rồi. Lâm nói: Điều đó thì chưa chắc, người ta vốn tham lam, biết thế nào là như ý là toại nguyện chứ. Minh Thi lên giọng: Người xưa có câu biết đủ là đủ mà. Lâm xa xôi: Trong lãnh vực tình cảm, biết thế nào là đủ nhỉ? Tôi thấy trái tim mình vẫn còn trống vắng ghê gớm, trống đến mức có thể chứa cả một tá hình dáng yêu điệu thục nữ. Thi nhăn mặt: Dễ gồm thiệt chứ, vô phúc cho ai là người yêu của anh. Lâm phật ý: Sao lại vô phúc nhỉ? Mình thì thản nhiên: Vì cô ta tưởng mình đang làm chủ trái tim anh, nào ngờ trái tim ấy là căn nhà tập thể. Lâm phì cười: Ngôn ngữ em sử dụng công nhận hình tượng ghê. Thi nghiêng đầu: Và chính xác nữa phải không? Chép miệng, Lâm nói như than: Chà, anh chàng nào là boyfriend của em chắc cũng bầm dập về suốt ngày bị tra hỏi. Lâm nhíu mày: Ngoan à, đừng nói với tôi anh ta là búp bê nghe. Biểu môi, Thi cào nhào: Lúc nào cũng coi thường người khác. Lâm giễu cợt: Tôi đâu có coi thường, vì trẻ con hay chơi với trẻ con nên tôi mới nhận xét như thế. Chà, baby girl yêu baby boy, coi bộ xứng thật. Minh Thi tức muốn khóc, tự nhiên lại gán ghép người ta như một tên nhóc tì tưởng tượng nào đó, thầy ghét. Lâm tủm tỉm: Tại em bí mật quá, tôi đành đoán mò cho đỡ ấm ức. Giọng Minh Thi kéo dài ra đanh đá: Chuyện của người ta liên quan gì đến anh mà ấm ức? Có liên quan nhiều lắm chứ. Nhìn nụ cười nửa miệng của Lâm, Thi tức lắm, cô vung tay lên: Có liên quan người ta cũng cắt đứt. Lâm tiếp tục trêu: Ôi chào, em làm y như trong quảng cáo. Cắt bằng cách nào đây, khi em chưa rõ mối quan hệ của chúng ta? Phên mặt lên, Thi chua ngoa: Bạn bè hợp thì chơi, không thì nghỉ, đơn giản quá mà. Lâm thích thú nhìn Minh Thi mím môi lại dưới ánh đèn màu nhỏ xíu của những cái móc chìa khóa, trông cô bé dễ yêu làm sao. Trước kia Lâm không tin chuyện người ta có thể yêu ngay lần đầu gặp gỡ, nhưng ngẫm lại bản thân, Lâm hiểu điều kỳ diệu ấy đã xảy ra với mình. Anh đã ngẩn ngơ suốt một đêm khi lần đầu nhìn thấy Minh Thi. Hôm đó cô bé ngồi với Yến Thư ngay cái ghế đá này, khi anh đi ngang hai cô đang đùa với nhau. Minh Thi tung chiếc nón kết đựng hoa lên, những đóa điệp vàng rơi xuống tóc, xuống vai cô, trông thật ngộ nghĩnh. Ngay lúc đó Lâm đã bắt gặp một gương mặt trong sáng hồn nhiên đến mức anh phải sững sờ nhìn. Lâm nhận ra trái tim mình đã trúng tên và mình sẽ bị tự thương tới chết vì cô bé này. Anh rất dạn dĩ và lì mặt trong việc tán tỉnh các cô gái, nhưng mà không hiểu sao với Minh Thi anh lại ngần ngại. Mỗi buổi chiều đến trường, Lâm thích đứng trên hành lang nhìn xuống chiếc ghế đá Thi hay ngồi. Dần dà việc đó đã thành thói quen không thể thiếu được. Tuy là chưa bao giờ nói với nhau lấy một lời, Lâm vẫn cảm nhận rõ ràng Minh Thi cũng nghĩ tới anh. Mắt cô vẫn trao cho anh những cái nhìn êm ái dịu dàng. Đã lắm lúc Lâm cười mình sao lại lẩm cẩm với trò lãng mạn tuổi 13 thế này. Nhưng mà thật lòng anh thấy ngại ngần quá đỗi. Nếu Minh Thi không phải là em gái của Quang, có lẽ tới bây giờ hai người vẫn còn chỉ nhìn thôi mà không nói. Mắt vẫn không rời gương mặt đang dỗi hờn của Minh Thi, Lâm nghe ngực mình nặng nề hơn lúc nào hết. Tới lúc này anh không thể chỉ nhìn thôi mà không nói được nữa, không khéo sẽ vụt mất người làm trái tim anh đã xao động. Giọng trầm xuống gần như thì thầm, Lâm hỏi: Đùa một tí mà đã giận rồi sao? Minh Thi nhăn mặt chế giễu: Ai thèm giận anh, vậy tụi mình quề nhé. Quề là sao chứ? Lâm cười trừ: Thôi đừng làm khó anh nữa mà Thi. Nếu em nghỉ chơi chắc tôi sẽ buồn đến mức ốm o, học hành không nổi. Bằng tốt nghiệp chắc phải treo tới sang năm mới với tay lấy được quá.
Minh Thi liếc một cái nghiêng ngả Thành Trì. Định đổ thừa người ta chắc? Không đổ thừa, nhưng em cứ thử nghĩ chơi đi, rồi sẽ biết thôi mà. Trên ánh mắt tình quái của Lâm, Thi nói, đợi anh thi xong, nghỉ chơi cũng chưa muộn. Tới lúc đó, anh có rớt, lương tâm em cũng không cắn rứt. Rồi anh sẽ biết thôi mà. Chương Tăng Học ren một hồi dài, làm Lâm tiếc nuối kêu lên. Hết tiếc rồi à, đúng là một giờ ngồi học bằng 3 giờ ngồi chơi. Mới đó đã tới giờ về, nhanh thật. Minh Thi dắt xe ra khỏi bãi và chờ Lâm. Hai người thông thả đạp xe dưới những hàng me đã xếp lá ngủ. Trong quán cà phê bên đường, bài Baby Girl được nhóm Aqua hát vang lên thật ngộ nghĩnh, dễ thương. Lâm quay sang nhìn Minh Thi. Em đúng là cô nàng búp bê dễ yêu như trẻ thơ. Em biết không cô nhóc? Rồi không để cô kịp phản ứng, Lâm huýt sáo theo điệu nhạc đơn sơ nhưng hết sức sinh động nhí nhảnh. Minh Thi im lặng đạp xe. Cô chợt thấy buồn khi nghĩ đến Lâm. Cô chỉ là một búp bê. Hay nói khác đi, với anh, cô chỉ là một cô em gái không hơn không kém.